chào các bạn à, trong phần à, ôn tập ngữ pháp hôm nay chúng ta có những cấu trúc cảm thán nó quá dễ sai đi các bạn nhìn thấy trên màn hình là how she is beautiful chúng ta có thường rơi vào những cái trạng thái mà chúng ta phân vân không biết câu này đúng hay sai không các bạn hay là a such nice guy ha? hay là such a good people như vậy thì các câu này sai ở chỗ nào và chúng ta có bị vướng không chúng ta cùng điểm sơ qua những cấu trúc cảm thán các bạn nha Đầu tiên đó các bạn các bạn thấy là những câu chữ màu đỏ này ha, how he is handsome. Nghe có vẻ có lý đúng không? Nhưng mà đúng hay sai hay là how you are smart hay là how the weather is cold. Các cái câu này có cái đặc điểm là gì? How cộng với subject là cộng với chủ từ, cộng với động từ to be và sau đó là cộng với tính từ. Nhưng cái cấu trúc của nó đó các bạn là how cộng tính từ cộng subject cộng động từ to be how tính từ subject động từ to be các bạn thấy là how handsome là tính từ he là subject is là động từ to be how handsome he is cho nên tính từ phải đứng trước chủ từ và động từ to be nha how handsome he is thì bên dưới là how smart you are là anh ấy đẹp trai làm sao hay là bạn thông minh làm sao còn bên dưới nói về thời tiết how cold the weather is thời tiết nó mới lạnh làm sao thì tính từ đứng trước chủ từ chủ từ đây là the weather how cold the weather is hay là how hot the weather is ha là thời tiết nó mới nóng làm sao là các bạn nhớ cái cấu trúc mà đi cùng với lại cái um, um, cái cái cấu trúc cảm thán how nó là như thế nha các bạn how cộng tính từ cộng subject cộng động từ to be lưu ý nha các bạn thứ hai là các câu ví dụ it's a such beautiful day nghe có vẻ hợp lý vô cùng it's a such beautiful girl đó mình nói cô ấy mới đẹp làm sao hay là uh, một ngày đẹp trời làm sao it's a such it's a such beautiful girl à, hay là i've never seen such a wonderful game i've never seen such a uh, such a such wonderful game như vậy thì cái cấu trúc trên đây nó bị chỗ nào các bạn? Nó bị chỗ này là such such là nó phải cộng với mạo từ a an, such cộng mạo từ a an xong rồi đó mới cộng với tính từ. A an xong mới cộng với tính từ nha. Rồi xong đó mới cộng cái singular countable noun. Các bạn biết singular countable noun là gì không? Viết như vậy đó, chắc chắn nó sẽ gây rắc rối nhưng mà bởi vì công thức cho nên là tôi phải viết ra. Nhưng mà à, làm sao để nó không gây rắc rối khi các bạn cần phải nhớ singular countable noun là chỗ nào? Là mình phải coi từng từ. Nó là noun là danh từ mà countable là đếm được, singular là ở dạng số ít ha. Danh từ đếm được nha, đếm được có nghĩa là đếm được bằng 1 2 3 luôn nhưng mà ở dạng số ít số ít có nghĩa là một thôi như vậy thì nếu các bạn thấy cái mạo từ ở anh này nè thì thực chất ra nó là cái mạo từ đi trước cái danh từ số ít số ít mà đếm được nó mới đi được chứ còn cái danh từ không đếm được thì đâu có thêm mạo từ đúng không không thêm mạo từ ở anh và cái danh từ số nhiều cũng không thêm mạo từ ở anh thì như vậy thì các bạn chỉ cần nhớ nó mạo từ ở anh nó đi với danh từ đếm được số ít thôi cho nên singular countable nào là danh từ đếm được số ít bởi vì đi cùng với ở anh cho nên nhìn ở anh là biết rồi ha cho nên là lưu ý ở chỗ đó such trước rồi mới tới ở hoặc là anh và cộng tính từ rồi cuối cùng là danh từ nha là đây nè such nè it such ờ nè ở ờ anh nè đó beautiful là tính từ nè day là danh từ nè danh từ số ít và đếm được nè đó it's uh, it's such a beautiful day chứ không có nói là it's a such it's a such là không có được hay là she such she such a beautiful girl such a such a such a beautiful girl các bạn thấy đó thì such thì sao là a hoặc là ảnh such a such ảnh đúng không đó thì nó mới đúng nha các bạn đúng theo cấu trúc này I've never seen, I've never seen such a wonderful game. Such a cộng với tính từ, such a wonderful. Thế sau game là danh từ đếm được ở dạng số ít. Đó rồi các bạn thấm cái cấu trúc này chưa? Ha. Nhưng mà nói đến đây đó, các bạn nói đến đây đó thì người ta lại um, rơi vào một cái là cái này nè. I've never seen such a nice houses, such a nice houses. Ở đây houses là số nhiều. Như vậy thì cái cấu trúc such a được không? They are such a friendly people. Tại vì cái mà mình biết từ nào giờ đó các bạn là mình dùng such a. Đúng không? Such a. Như vậy thì các danh từ phía sau này là houses hoặc là people. Ở dạng số nhiều thì mình làm thế nào? Mình nói such a được nữa không? Cái này đúng cấu trúc such a nè. Such a nè. Tính từ nè. Đúng không? Nhưng mà danh từ này thì mình làm sao? I've never uh, bought... Uh, uh, such a good things like these, a good things. mở dạng số nhiều sao dùng a good things được đúng không? Mà like these là như những cái như thế này. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cấu trúc nữa các bạn. Cấu trúc đó là such không có ở ảnh gì cả cộng với tính từ such cộng tính từ cộng với lại uncountable hoặc là plural noun. Uncountable là gì? Là danh từ không đếm được. Không đếm được có nghĩa là không đếm được bằng 1, 2, 3, 4, 5 là không đếm được. Nha, à, đó. Rồi plural noun là gì? Là danh từ ở dạng số nhiều. Số nhiều ở trên là houses hay là people hay là uh, good things. Này, các bạn đều là danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Mà các bạn chỉ cần lưu ý thế này thôi là mình nhớ. Số nhiều đâu có thêm mẫu từ đúng không? Còn số ít như thế này nè mới thêm mạo từ số ít là phải thêm mạo từ cho nên á, là đi phía sau sách nó có ở uh, hoặc ảnh nhớ là đi phía sau nha chứ không phải phía trước nha nó ngộ vậy đó đó thường thường á mạo từ đứng trước tính từ đúng không? Nhưng mà nó lại đứng sau sách đó các bạn đứng sau sách cho nên là sách ở uh, ảnh nhưng mà ở bên đây là các danh từ số nhiều thì không có thêm được à, không thêm mạo từ được số nhiều ai thêm mạo từ Đúng không? Đúng không? Rồi, nhưng mà cộng thêm cái uncountable nữa có nghĩa là danh từ không đếm được cũng không thêm mẫu từ luôn. Cho nên such cộng tính từ cộng uncountable hoặc là plural nào. À, sửa lại các câu trên. I've never seen such nice houses. Such nice. Chứ không có such a nice nha các bạn. I've never seen such nice houses. Hay là they are such friendly people. Friendly là tính từ nha. Such nè, such friendly là such cộng tính từ nè. Đến people là plural noun. À, đó các bạn là danh từ số nhiều đếm được. I've never bought. Tôi chưa bao giờ mua such good things. Things ở đây thêm S là đã số nhiều rồi. Cho nên such good things là không có thêm mạo từ. I've never bought such good things like these. Như những cái này. Đó các bạn là nếu là danh từ số nhiều và không đếm được thì không thêm mạo từ nhưng cấu trúc such cộng với tính từ vẫn giữ y nguyên nha còn cái này đó lưu ý là các danh từ đếm được ở dạng số ít đếm được mà ở dạng số ít thì phải thêm mạo từ ở ảnh phía sau such nha nằm giữa tính từ và such nha các bạn thì như thế nó mới đúng uh, such um, such a beautiful day such a beautiful girl hay là such a wonderful day đó nha rồi, còn cái cấu trúc đầu tiên của chúng ta là how cộng tính từ cộng subject cộng động từ to be không có được làm ngược lại, không được đảo thứ tự của nó. How handsome he is. How hot it is today. How hot it is today. Chữ it đó là subject đó các bạn. It. How hot it is. Mình nói trời nóng thì mình nói là it is. How hot it is today. Hôm nay trời nóng làm sao? How cold it is. Hôm nay trời lạnh làm sao? How beautiful she is cô ấy mới đẹp làm sao ha Thì đó là những cấu trúc thì như vậy là hy vọng là với những cấu trúc cảm tính nó dễ sai như thế này thì các bạn lưu ý những cái cấu trúc ngữ pháp mà tôi đưa ra cho các bạn đó hai các cấu trúc để thể hiện cái à, cái cách nói cảm thán cho nó đúng đó và chúng ta không bị rơi vào những trường hợp sai này nữa các bạn nha Rồi à, hy vọng là các bạn thích bài học này ha Nếu các bạn thích thì bấm nút like hay là có gì thắc mắc để lại bình luận cho tôi và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo